Chương 3. Chúng tôi há lại bắt đầu từ phô mình, hay là như người khác cần có thơ gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gửi gắm của anh em sao? Ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi. Mọi người đều biết và đều đọc. Vả, rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời, không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời, và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về thánh linh, vì chữ làm cho chết, song thánh linh làm cho sống. Vả, nếu chức vụ về sự chết chạm chữ trên bảng đá đã là vinh hiển lắm, đến nỗi con cái Israel không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của thánh linh càng vinh hiển hơn biết bao. Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần. Và lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì, vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa. Vậy, chúng ta có sự trông cậy dường ấy, nên được rất tự do. Chúng ta chẳng làm như Môi-se lấy màn che mặt mình, hầu cho con cái Israel không trông thấy cuối cùng của sự sáng láng phải qua. Nhưng lòng họ đã cứng cỏi, vì đến ngày nay, khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi chân ấy là trong Đấng Christ mà màn đó biến đi. Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi. Vả, Chúa tức là thánh linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là thánh linh.